Mến chào toàn thể quý khách nha. Mình là Trọng Thơ, hiện tại đang công tác tại bất động sản Centerland. Và trụ sở chính của công ty bất động sản Centerland nằm trong khu đô thị Vạn Phúc, giao nhau giữa đường số 4 và đường số 5. Địa chỉ là số 49 đường số 5, khu đô thị Vạn Phúc, huyện Bình Phước, Thủ Đức. Và hiện tại công ty bất động sản Centerland của Trọng Thơ đang làm thì là phân phối đất nền tái định cư BKMX Trơn Thành, Bình Phước với tổng diện tích dự án lên tới 4.633 ha. Được BKMX quy hoạch 50% là công nghiệp và 50% là đô thị. Và diện tích chuẩn của mỗi nền là 5x25, 5x30, 5x35, 5x40, thổ cư 100%. Và mặt tiền đường nhựa 16m, tiền kinh doanh buôn bán được ngay. Thì quý anh chị hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu cho mình một trong những vị trí đắc địa tại BKMX Trơn Thành. Và Trọng Thơ chúc quý khách hàng đầu tư thành công cùng tập đoàn BKMX cũng như là những anh em bất động sản Centerland trong năm 2021 đến 2022. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đăng ký kênh của Trọng Thơ để theo dõi những video mới nhất tại dự án BKMX Trơn Thành nhé.